thì lên trước mặt thôi, còn gì nữa. Nào, lên thẳng vị trí ở phía bên trên thôi. Thanh niên này là quả này gặp mình là tới số rồi. Ôi bãi trưởng, cái quái gì vậy? Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho các bạn coi thêm một video nữa và được mời các bạn nhá. Thì cái video này là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là chạy xuống phía dưới cái khu vực thung lũng bình thường thôi. Thì hiện tại mọi người có thể thấy là chúng ta đang có cái combo nó hơi dị một xíu, đấy là hai khẩu súng tự liên, đấy là VS với cả cái khẩu 70. Ô, có người đây, cằn sọ này em ơi, giời ơi, ngay hạ mạng hạ gục đầu tiên luôn, quá là easy phải không em. Nói chung cái khẩu súng nào chứ khẩu súng tiểu liên VS cầm đi cằn sọ, bởi vì nó được trang bị sẵn khẩu ngắm bolic nha em, nên là cằn sọ nó khá là dễ rồi em ạ, bắn phát nào là chuẩn phát đấy luôn. Và nếu như bạn nào biết về cái khẩu súng bắn tỉa VS này ấy, thì chắc chắn là các bạn đều biết một điều, đấy là nó sẽ có cái sát thương sâu khá là thú vị luôn các bạn ạ. Ơ bỏ lạc này, bỏ lạc cái rồi bạn ơi. Rồi ôi, ok nhá, bạn hàng ngục đầu tiên. À nhầm, bạn hàng ngục thứ hai em ạ. Đó, và bây giờ thì chúng ta đang có xe rồi em nhá. Ơ, người này, bỏ lạc này. Úi giời, nó chạy lung tung phía ngoài kia, nhốt được vô chuồng thôi anh em. Úi giời, chạy đâu đấy? À, tôi cảm giác là thằng này nó đang có cái mảng của vẽ hay đối dựng keo ấy. Là thế đi ăn quả lính đạn đi bạn ơi, xăm hối đi. Nào xăm hối đi bạn ơi. Nào, ăn thêm quả nữa đấy. Ăn thêm quả nữa, ui cầu quả chọn á. Mày ra ngoài này em ơi, vãi cả trưởng luôn. Tôi đấy khó hiểu mày luôn đấy. Tôi đã câu xong quả liệu kia thì phải biết chạy ngược được lại chứ, hiểu không? Không, không biết ác não tôi là gì à. Kém quả non là xanh lắm mà đó. Ui, hồng sắc này nãy giờ là mình vừa hạ ngục về. Nên là thằng này chắc là cũng kiểu là nhìn thấy, à đây có đồ ngon rồi, có đồ ngon ngay trước mặt mình rồi, thế là ra loot. Ai thì đúng lúc mình đi xe ra, thế thôi, tiễn thằng này lên bảng điểm số lúc mới nhiều. Ok, vậy là hiện tại thì ngay từ lúc đầu game cho đến giờ thì chúng ta đã có được 3 kill rồi, rất là nhanh chóng luôn. Và hiện tại ở trên bàn đồ ta thì vẫn còn khá là nhiều người, vì thế là mình sẽ sử dụng cái con xe Lamborghini này để di chuyển vào trong vòng bo cho nó dễ hơn anh em nhá. À, bây giờ chúng ta sẽ tiến ra những cái khu vực mà có tính sáng thôi, bởi vì những cái khu vực như vậy thì nó mới có thể thu hút được đông kẻ địch em ạ. Ngoài ra còn cả cái khu vực những cái UAV nó quét nữa nhá. Nhưng mà chả hiểu sao cái UAV đi quét qua lại không thấy bất kỳ một cái chấm đỏ cơ, kỳ lạ ghê. Thế thôi, chúng ta tiến qua khu vực có tính vậy. Nào, check thử bên trong tính xem có đồ gì nhá. Úi dồi ôi, mini drone kìa, đúng cái trang bị mà tôi đang cần luôn. Gọi là đúng kiểu là cần gì là có đấy luôn em ạ. Là ra hộp tính này gọi là hết sảy luôn. Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục lên xe và di chuyển tiếp thôi. Đi kiếm người xem nào. Làm gì có chuyện ở quanh cái khu này mà nó lại vắng như vậy được nhỉ? Tôi thấy là cái hộp thính ở phía bên dưới kia là nó đang mất sáng kìa. Nhưng mà thôi kệ đi, chúng ta quay trở lại với cả cái hộp thính ở phía trên cái khu vực trời này. Vì đây là cái hộp thính mới mà anh em. Nào lên lên phía trên check, check luôn nhá. Không có thấy có người ấy mẹ. Và hiện tại ta đang ở trong vùng danger ấy, nên là không thấy người. Nhưng mà mình vừa thấy là một thằng nó chạy trong này này em ạ. Thế là phải câu liệu phía bên trong và kết hợp vào đó chúng ta sẽ sử dụng trang bị là mini drone em nhá. Nào. À, tôi nghe tiếng rút súng rồi. Ui, chắc chắn là trong nhà thì có người đấy, nhưng mà tôi chưa rõ là ở cái vị trí nào thôi. Nào, tôi đang nghi là trốn sau mấy thùng gỗ này, có phải không? Không phải đâu. Nếu mà nó trốn sau thùng gỗ là chứ gì, nó lò đầu ra nó bắn mình rồi, chứ không có chuyện là để mình chạy được một đoạn đâu các bạn nhé. Nào, nào, check cửa phía bên trong xong. Chắc chắn là thanh niên này nó chỉ ở trong nhà thôi. Mọi người biết tại sao? Bởi cái vùng danger là phía bên ngoài không dám chạy đông công. À, đây rồi nhá, biết ngay mà. Bạn chạy đâu rồi? Ôi, mặc cái bộ đồ như boss ấy, ghê quá cơ. Nhưng mà tôi rất là đề phòng với con boss nhá. Với con boss giờ hack bắn cũng ghê lắm anh em ạ, nên đừng có mà tưởng bở. Ok. Đấy, nói chung ấy là các bạn mà khi mà giao tranh ấy, nhất là kiểu solo ấy, thì chắc chắn là các bạn nên bật cái tính năng của nhân vật Choro lên, thì nó sẽ bảo vệ cho các bạn khỏi một cái lượng sát thương nhất định em nhá. Đó, nên tận dụng được tất cả những gì mà các bạn đang có thì mới có thể là dễ dàng tung mổ được. Ơ, quả lạc này, thật sợ, căn sọ này. Ôi, ôi tôi dùng ống ngắm 1x, căn sọ khó quá anh ạ, tôi bắn chay. Bắn chay vậy em nhá, bắn chay là cũng có mạng rồi không nói nhiều. Em hiểu không? Gọi là đẳng cấp thì nó ở, gọi là từ cây tay súng, phải là cái kỹ năng rồi, hiểu không? Gọi là bắn phát nào là chuẩn phát đấy, không cần trúng đầu được, miễn làm sao kill được địch. Chứ nếu mà các bạn mà bắn trúng được đầu sau đấy là lại một thằng khác. Nó là bắn các bạn là các bạn nằm xuống các bạn bằng hòa, đúng không? Ok nhá, mà trong cái game này không phải là game hồi sinh em ạ. Game này là gọi là die một lần phát là lần sau là khỏi luôn, là sang trận mới luôn chứ không có chuyện là hồi sinh trở lại đâu. Ok, lựu đạn này nè, khá là ngon đấy mẹ. Để cho xem nào. Vừa đây tôi vứt cái con xe ở chỗ nào nhỉ? Đi quanh quanh khu này không biết là cái vùng danger kia nó làm lộ cái con xe tôi chưa ấy. Nên check ở phía bên này nhá. Bên này cũng có thính cơ. Và vừa đây mình cứ đi qua không tính này mình cũng không thèm lút cơ mà anh em. Kiểu chê không tính này cơ. Nên bây giờ lại phải quay lại để khổ thân tôi thế không biết nữa. Ây da, biết ngay mà. Đồ chả ngon đi à. Mà sao mình cũng lút. Ui, cái gì đây? Nào.
đang lơ nga lơ mơ buồn ngủ mới sáng ra, kiểu anh bắn em như thế này có bắn chết em à? Anh cứ bình tĩnh thôi anh, từ từ thế nhá, để cầm máu cho đấy đã. Ok rồi đấy, nào ra đây, ra đây. Ơ nó đâu ấy nhỉ? Vừa bắn thằng này nó bắn mình xong rồi, mình cũng không để ý cái minimap, thế là không biết được cái vị trí này, nhưng mà mình đang đoán ấy là sau cái nhà gỗ kia. À đây rồi, rồi ôi cắm đầu cắm cổ chạy. Thôi nói chung là dù gì là tôi cũng biết được cái vị trí của này rồi nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại và lấy con xe Lamborghini để tiến thẳng theo cái vị trí của ông này luôn. Nào lên xe với nhá, lên xe luôn 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 đấy. Ok, lại có xe di chuyển rồi. Thằng này mày không chạy đâu xa đâu, cái tốc độ chạy bộ thì làm sao bằng cái tốc độ con xe này được. Để siêu xe nó chạy là phải khác chứ anh em. Đây đây, thấy bộ keo trước mặt chưa? Mình đang ghi thằng này vẫn là sau bộ keo đấy, mới ngay mà. Ui giời ơi, ôi vãi chưởng, đi xưa có bộ keo luôn em ạ, vãi chưởng luôn. Ảo anh nhảy à, nhảy đâu ở cái mũ à, mũ này, cái nhảy mũ ở ngay trước mặt mình làm cái gì? Ôi một thằng trước mặt cũng kìa, mày đi căn sọ mình em ạ. À mày ra đây, mày căn sọ ta cả. À thân thủ mày nhanh đấy, quả đấy không nhanh tay là tôi bắn cho là hết sọc luôn, không đùa. Ok nhá, đây là có cái ông làm mục đích rồi, đúng cái trang bị mà mình đang cần rồi. Thôi xong thanh niên rồi nhá, bom keo thứ là cũng đầy đủ luôn. Nói chung là thanh niên này thì không lo gọi là thiếu bất kỳ cái đồ gì cả, đồ gì từ trên gọi là từ răng đến dái là có hết luôn em ạ, từ A đến Z luôn. Ok được rồi đấy, nào nào, nào lên xe chạy thẳng ra vị trí trước mặt thôi, tôi còn gì nữa. Nào lên thẳng vị trí ở phía bên trên thôi, thanh niên này là quả này gặp mình là tới số rồi. Ôi vãi trường, cái quái gì vậy, vừa lên là vừa mới đi xuyên qua bom keo lên em ạ. What the hell, gì ấy, xe đi xuyên vật thể à? Ảo vãi trưởng luôn, từ từ. Quả này không tin được, để tôi gọi là vòng đầu xe, tôi đi thử qua cổng keo một lần nữa nhá. Em có để ý quả đấy không? Chạy vút một phát là qua cổng keo luôn, mà méo mất cổng keo anh ạ, đi xuyên luôn. À đây này, quả này mất này. Méo hiểu kiểu gì đây em ạ, vừa đấy chả hiểu sao phải đi xuyên được qua cổng keo ấy, ảo vãi đái luôn. Ok nè. À, bây giờ chúng ta sẽ chạy quanh khu này nhá. À đây đây đây, bỏ lại cái rồi. Thôi xong, ngồi đứa được. Ngồi đứa tè đồ này bạn ơi. Cô bé quạt khăn đỏ mặc bộ trang phục đẹp ấy. À có một số bạn cũng hỏi mình là sao anh không thử là chơi những cái nhân vật nữ đi, suốt ngày chơi nhân vật nam hoài à. Các bạn nói tôi thích thôi. Ơ bên phía bên trái này có một thanh niên nữa này. Nãy giờ là chú ở quanh khu này mà không thấy nổ súng à. May mà có cái UAV nó quét qua, thế là tôi mới để ý được cái vị trí của mày nhá. Nào nào ra đây. Ở đây, mày chỉ ở quanh đây thôi đúng không? Mày đừng bạn ấy, đừng làm tớ đau. Bạn làm cái trò gì đấy? À, mày dựng một kèo nhanh tay quá nhỉ? Nhưng mà quả này xem có lẽ được đúng đạn nào. Căn hơn 2 giây bắt đầu ném nhá. Chúng ạ. Trúng luôn ơ, mà chưa chết à? Sức sống mạnh liệt đấy. Sức sống mạnh liệt thôi bạn ấy. Úi giời ơi, câu lưu chơi lại mình á. Ô mà thanh niên này vừa đấy, quả câu lưu ảo ấy. Ông ơi, nhìn ở phía đằng trước mà thấy quá là quay ra phía đằng sau. Ghê vãi chưởng luôn. Ok, thế là lại có đầu ngon rồi. Ồ, anh thấy chưa? Hỏng sát thằng này chả thiếu đồ gì luôn, đồ gì cũng có, gì cũng có. À, gì đây? Thằng nó câu lựu đấy. Đang mãi nó đồ. À mày à? Nào, mày à bữa ấy, mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Úi, dựng một kèo ra luôn. Nhưng mà ông nghĩ ông sống được sót được á? Ra đây, sống một cái nào? Rồi ôi, vỡ mặt luôn con chó. Đơn giản. Về nhá, nào, có một kèo này. Quá là ổn luôn. Thì được rồi, vậy là như mọi người thấy là hiện tại là cái vùng an toàn chúng ta bắt đầu thu, và hiện tại thì chúng ta đang đi con xe Lamborghini để có thể tìm được cái vị trí của thanh niên cuối cùng. Mà có vẻ như là ông này là khá là gọi là kiệm lời và cũng như là kiến tiếng nhỉ, không thấy gọi là có bất kỳ một hành động hay là có bất kỳ tiếng súng gì ở quanh khu này cả, mặc dù cái phòng bo chúng ta đang rất là bé rồi. Không biết là thằng này nó đang ở ngoài bo hay không. Ơ bãi trưởng bây giờ à? Ui dồi ôi, game cứ phải gọi là easy luôn.